Biệt thự có đẹp hay không thì cũng nên có cái sân vườn rộng rãi, và sân vườn có rộng rãi thì phải có những cái cây mà có giá trị trong khu vườn như này. Thì cái cây mà có giá trị hơn nữa ấy, thì khi đó là khi được trồng lên những cái hòn đá tự nhiên như trước mặt các bạn đây đó. Thì hôm nay ngày hôm nay tôi giới thiệu các bạn là một cái chậu bằng đá tự nhiên với kích thước là 1m6 x 1m6 vuông, chiều cao là 1m5 đó, thì chiều dày là 15 phân, thì với họa tiết là được các nghệ nhân tại Ninh Bình chạm trổ. Thế đấy, trước mặt các bạn này chính là cái chậu cây bằng đá tự nhiên, bên trong thì được trồng bằng cây lộc vừng đó, thì tôi sẽ quay xa là các bạn nhìn thấy rõ hơn đấy đó. Chúng ta sẽ cùng vào chi tiết chậu đá. Tất cả những họa tiết ở chậu đá này được chạm trổ một cách rất là tinh tế. Đó, do chính nghệ nhân tại làng Ninh Vân, Ninh Bình. Các bạn nhìn xem, đấy chính là một cái tác phẩm nghệ thuật là bạn rất là tinh xảo.